Ôm xin chào các bạn đã đến với channel của Cá Cảnh Shop như bạn. Kênh của mình thì chuyên về đèn xông, máy khử khuẩn tại Cần Thơ. Đây có một cái máy tinh dầu 3D pháo hoa tròn nha các bạn. Loại này là tròn chứ nó không có cao. Rồi thì hôm nay mình sẽ test cái máy cho khách nha. Rồi. Đó, đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái nắp máy này ra. Đây cái máy này khi các bạn xài thì các bạn mở cái nắp máy ra nha. Các bạn xoay nhẹ ra thôi. Rồi, đây có cái miếng keo dán để cho nó cái này nó dính với cái này nó đừng có rớt ra nữa các bạn. Trong lúc vận chuyển á. Rồi. Khi mà các bạn xài thì các bạn sẽ ghim điện bên dưới máy nha các bạn. Phía bên dưới máy thì nó sẽ có cái chỗ ghim điện, rồi chúng ta sẽ lấy cái sợi dây này ra. Sợi dây này thì nó dài tầm khoảng chừng 1,5 mét đó nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ ghim ở phía bên dưới máy nha. Rồi rồi, thấy bên dưới máy nó có cái lỗ ghim nè, rồi ghim vô. Rồi ok. Máy này là dung tích 100ml nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ ghim điện nha. Rồi xong các bạn sẽ chế nước và tinh dầu trực tiếp vô đây. Nước thì các bạn chế nước nước lạnh, nước lọc thôi, các bạn đừng có chế nước nóng nha. Nếu chế nước nóng hiệu nóng máy nó tự nó ngắt nha. Rồi chúng ta chế các bạn chế bao nhiêu chế xong rồi nhỏ tinh dầu vô. Trung bình thì các bạn nhỏ khoảng 10 giọt tinh dầu nha các bạn. Rồi ta đậy nắp lại. Rồi các bạn sẽ đậy cái nắp này lại luôn. Rồi các bạn sẽ đậy cái nắp này lại luôn nha. Rồi ok, nắp này nó sẽ đây nó sẽ có cái đây các bạn nhìn này. Khi mà các bạn đậy á thì các bạn nhìn bên trên này là nó có cái lỗ tròn mà nó khớp với cái lỗ này nha. Rồi nếu mà chích cái lỗ thì nó sẽ không có phun lên được. Rồi sau khi chúng ta đã hoàn thành đổ nước và tinh dầu ghim điện xong thì các bạn cái máy này sẽ có hai nút, nút bên tay phải là nút đèn, các bạn bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu nha các bạn. Cái này nếu ban đêm thì các bạn nhìn rất là đẹp, còn ban ngày thì các bạn sẽ nhìn nó bị chói nắng cho nên nhìn nó không đẹp mấy. Rồi nút bên tay trái là nút hẹn giờ, bấm đầu tiên thì máy sẽ phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt. Nó hẹn 1 giờ thì nó phun đúng 1 tiếng các bạn. Còn các bạn hẹn bấm cái nữa là 2 giờ là nó phun đúng 2 tiếng đồng hồ ngắt. Đây để 2H nè. 3 giờ nó hiện 3 giờ thì 3 tiếng đồng hồ nó ngắt. Rồi, bấm cái nữa. H cộng là khi nào nó phun nào mà cạn nước nó tắt. Đó. Im các bạn thấy không? Hôm nay gió quá. Bấm cái nữa tắt phun được không? Bấm đầu tiên là 1 tiếng nha. 2 tiếng, 3 tiếng, nó ví dụ như mình hẹn 3 tiếng mà lỡ gì chưa phun tới 3 tiếng mà nó hết nước đi là nó ưu tiên hết nước ngắt. Ví dụ mình để nước ít đó các bạn thì ưu tiên hết nước ngắt nha các bạn. Rồi máy này là máy xông tinh dầu 3D pháo hoa tròn. Đây các bạn rất là đẹp nha. Và nhìn máy phun cũng khá là khỏe này. Bóng cái này nó sáng bóng mà nhìn thấy hình hai cho con bên trống luôn nè Kim. Rồi khi mà các bạn không sử dụng một thời gian dài á thì các bạn cứ đổ hết nước bên trong ra, rồi các bạn dùng khăn giấy các bạn lau khô là được nha bạn. Này cái máy nhìn bóng đẹp quá. Rồi video này mình xin tạm dừng ở đây nha các bạn. Các bạn đặt hàng thì các bạn liên hệ số điện thoại của mình shop là 0976243224 nha. Truy cập vào trang website máy tinh dầu.net hoặc trang YouTube Cá Cảnh Shop.